Sáng nay ngày 4 tháng 8, lễ hội sông nước Thành phố Hồ Chí Minh lần thứ nhất năm 2023 chính thức khai mạc, mở đầu cho sự kiện du lịch lớn nhất từ trước đến nay của thành phố. Tham dự lễ khai mạc có sự hiện diện của ông Phan Văn Mãi, Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh, ông Nguyễn Hồ Hải, Phó Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh và đại diện Ủy ban nhân dân quận huyện thành phố Thủ Đức. Lễ hội sông nước diễn ra từ ngày 4 tháng 8 đến ngày 6 tháng 8 với chuỗi hoạt động văn hóa, giải trí, nghệ thuật, thể thao đặc sắc diễn ra trên dòng sông, kết hợp với những hoạt động trải nghiệm, các chương trình kích cầu du lịch, hàng không, thương mại phong phú hấp dẫn. Phát biểu tại lễ khai mạc, ông Phan Văn Mãi, Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, cùng với sự phát triển của Sài Gòn, Chợ Lớn, Gia Định, Thành phố Hồ Chí Minh, qua hơn 300 năm, dọc theo các con sông và kênh rạch, các cảng, bến, phố chợ, làng nghề, dịch vụ trên bến dưới thuyền được hình thành và phát triển nhộn nhịp. Điều này tạo nên đặc trưng riêng có của Sài Gòn, Chợ Lớn, Gia Định, Thành phố Hồ Chí Minh. Đó là một đô thị ven sông không chỉ gắn với phù sa mà còn dung hòa giữa văn hóa và kinh tế, giữa truyền thống và hiện đại, giữa bản sắc và hội nhập. Người đứng đầu Ủy ban nhân dân thành phố nhấn mạnh, thành phố tổ chức lễ hội là nhằm bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa, lịch sử, xây dựng sản phẩm, sự kiện đặc trưng. Cùng với đó là đẩy mạnh khai thác các giá trị kinh tế, du lịch từ hệ thống tài nguyên sông biển trên địa bàn thành phố. Qua đó, thành phố hướng đến định vị thương hiệu, một đô thị sông nước giàu bản sắc văn hóa.